một ngày nắng đẹp mình đi thăm chị xíu của mình nha. Hello, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn cùng thành công trong cuộc sống. Lại coi trái tim tình yêu nè, lại đây coi. Chìa khóa tình yêu. Sao? Tính lại khóa một cái nữa hả? Khóa hồng, khóa xanh. Ồ, có tên từ. Đâu, cái này là không phải là cho tình yêu mà mấy người là họ viết lại cho doctor nè, thấy không? Họ viết lại đó cũng như là sau khi họ đi ra khỏi nha. Nhưng mà họ phải mua cái này. Thì em nghĩ người ta mua. Thấy không? Người ta cảm ơn từng người này, thấy không? Cảm ơn luôn. Cho em cái mask. Thank you. Yeah. Mua bánh đó hả? Không mua bánh rồi. Chỉ một ly cà phê, một cái bánh. Đứng đợi thang máy. Bên đây là washroom. Rồi qua bên đây có thêm một cửa sổ nữa. Nhìn xuống đường. Trong nhà thương có đủ đồ nghề hết. Anh muốn tìm gì? Lúc trước cái tòa nhà màu nâu đậm này nè là nhà tù Don. Phía sau là sân tập thể dục cho tù nhân. Vị trí này nhìn ra thung lũng sông Don. Nó được bao quanh bởi những cánh đồng rừng cây. Vị trí của nhà tù này được coi là một nơi môi trường rất là lành mạnh cho các tù nhân. Nói tóm lại, mình không có đi sâu về vấn đề nhà tù Don này nha. Nhưng bây giờ thì cái chỗ này đã được thay đổi thành một cái bệnh viện để mà cũng như là dưỡng sức cho những bệnh nhân hồi phục lại. Bây giờ tụi mình đã rời khỏi cái rehab của chị xíu mình ở. Tụi mình đang đi về nhà. Mấy người này đã đình công. Trên đường về thì mình có ghé một nhà hàng Thái. Nó nằm ở gần Chinatown. Có nghĩa là nó là khu vực cũng gần gần nhà mình đó. Thì mình thấy nhà hàng này, nó mặc dù nó nhỏ, nó có 2 tầng, nhưng mà nó rất nhỏ. Nó giống như cái khu này á, nó là nhà ở. Lối kiến trúc của nhà, cái khu này là nhà ở, nhưng mà người ta làm business được thì người ta từ nhà người ta chuyển thành ra business.
nhà hàng phục vụ thức ăn Thái, không gian hẹp nhưng trang trí đẹp theo phong cách Thái, nhỏ nhắn dễ thương, phục vụ rất chu đáo. Giá cả thì cũng ok, tại vì bây giờ cái gì cũng lên giá thì cái giá này cũng là giá ok theo mình. Nhưng mà chỉ có chỗ thì mình thấy nó hẹp thôi. Cái một căn nhà ở mà bây giờ làm nhà hàng á, thì là mà mình thấy cái bề ngang nhà nó cũng hẹp lắm, nhưng bởi vậy nó bán luôn cái trên lầu luôn. Nhưng mà tại nó nhầm khu buôn bán thì cũng như là thì họ sẽ dùng nhà làm khu buôn bán luôn. Mà bạn cũng biết là nấu ăn ngon thì bạn sẽ có khách. Nhà hàng này thì mình có nhìn thấy được giải Michelin của năm 2022 và năm 2023. Đó, đây là cầu thang đi lên lầu nè. Trước cầu thang là xe taxi. Mình quay một cái vòng vậy nè, là những cái này là nhà ở không á, là ngày xưa là nhà ở, rồi giờ người ta làm business trên những cái nhà ở. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem video và đồng hành cùng gia đình mình trong thời gian qua. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.